Hello, xin chào tất cả các bạn. Lại là kênh của mình đây. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một trong những mẫu xe sedan hạng C, phải nói là bán chạy nhất trên thị trường Việt Nam, mẫu xe Mazda 3. Và các bạn có tin được không thì thời điểm này Mazda 3 đang được ưu đãi hỗ trợ lên tới là 100% thuế trước bạ nhé các bạn nhé. Quá tốt cho một cái mẫu xe gọi là bán chạy nhất ở thị trường xe sedan hạng C hiện nay. Cùng với đó là các cái nội thất ngoại thất cực kỳ là cao cấp. Xe thì đang được hỗ trợ là có giá niêm yết là 719 triệu. Thì đợt này đang được hỗ trợ giá niêm yết và chương trình ưu đãi lên tới là 100% thuế trước bạ. Đó. Thì hiện tại giá xe bây giờ chỉ còn rơi vào khoảng 655 triệu thôi mọi người ạ. Đó. Và ngoài ra thì cùng với đó là chúng ta sẽ được tặng thêm một cái gói phụ kiện 40 triệu nữa. Thì phải nói là cái thời điểm này thì không có một cái mẫu xe nào lại đang được hỗ trợ nhiều như cái mẫu xe Mazda 3 này. 100% thuế trước bạ. Ngoài ra cùng với đó lại được tặng thêm phụ kiện. Thì để mà nói chất lượng của cái dòng xe Mazda này thì nó quá là vượt trội rồi. Từ khả năng tiết kiệm xăng này cho đến độ bền bỉ hay là cái độ cách âm cũng như là độ hoàn thiện nội thất và ngoại thất, phải nói là cực kỳ tinh xảo và cao cấp luôn. Đấy. Thì hãy cùng tôi và các bạn đi qua một vòng của chiếc xe này nhé. Đây là mặt trước của xe này. Xe thì được trang bị đầy đủ cảm biến lùi luôn, hai cảm biến sau và hai cảm biến hông. Hệ thống đèn trang bị là full LED. Đây, thì chúng ta cùng ngó qua một chút về nội thất của xe nhé. Đó, màn hình digital LCD luôn rồi mọi người ạ. Ghế lái chỉnh điện luôn và có nhớ tận hai vị trí ghế. Đấy. Đây là khoang phía sau của xe. Đấy. Thì xe được trang bị là hai ống xả kép nhé. Cùng với đó là toàn bộ cảm biến và camera. Thì phải nói là camera trên màn hình trên cái chiếc xe này quá là nét luôn, kết hợp với cả màn hình 2K. Đấy. Thì để biết thêm chi tiết của chương trình tháng 3 này là đang được hỗ trợ lên tới 100% thuế trước bạ và tặng gói phụ kiện nữa, thì chi tiết rõ hơn hay là có thể đàm phán được cái chương trình ưu đãi thêm thì hãy liên hệ với chúng tôi nhé. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ khách hàng để có thể có cái mức ưu đãi ngoài 100% thuế trước bạ và tặng phụ kiện ra nhé mọi người nhé. Thì số hotline mình sẽ để lại trên kênh cho mọi người để chúng ta cùng có thể trao đổi và hỗ trợ nhau tốt hơn nhé.